Sườn tơ gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tượng ông Thọ Đào đứng dưới gốc cây tùng, được làm từ chất liệu gỗ bách xanh mộc châu. Tác phẩm có mã TLT013, cao 88, ngang là 35, sâu 27. Hiện tại tác phẩm này còn nặng 17,2 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 8.500.000 đồng cho tác phẩm này. Và một tác phẩm được chạm khắc tứ diện rất là đẹp và sắc nét. Cùng với đó là đây là một cái hàng gốc rất là to, đẹp và liền khối, được chạm khắc rất là nhiều chi tiết đẹp mắt mà các bác chúng ta không thể rời mắt khi nhìn vào tác phẩm này. Và trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam, hình ảnh ông Thọ là một biểu tượng hướng tới một cuộc sống sung túc, lâu dài, khỏe mạnh, có ích và là một trong ba vị phúc lộc thọ quen thuộc. Bởi thế mà tín ngưỡng mà trưng bày tượng ông Thọ luôn được phổ biến và được truyền từ đời này sang đời khác. Và ông Thọ là một trong ba vị tiên được người ta biết đến rộng rãi nhất cùng với ông Phúc và ông Lộc. Ông Thọ tượng trưng cho một cuộc sống lâu dài với hình ảnh một ông già, râu tóc bạc phơ, cùng với đó là trán hói cao, trên tay cầm quả đào, cùng với một gương mặt hiền lành, phúc hậu. Và ông tượng trưng cho một cuộc sống khỏe mạnh, yên lành, lâu dài. Ông Thọ thường được vẽ trên các bức tranh, làm hoa văn trang trí sứ, làm tranh cũng như là làm bằng những cái pho tượng gỗ như này rất là quý hiếm và giá trị. Và tượng ông Thọ được trưng bày rất là nhiều, tượng trưng cho một sự sống lâu dài cũng như là mình là một cái gì đó biểu tượng cho trường thọ các bác nha. Trưng bày những cái tác phẩm tượng ông Thọ ở trong nhà thì sẽ đem đến cho các bác rất là nhiều phúc đức, phú quý cũng như là trường thọ. Tác phẩm được làm rất là tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng đường nét tứ diện của tác phẩm này nha. Những tác phẩm này được chạm khắc rất là tinh tế từng chi tiết một. Các bác chúng ta có thể nhìn thấy là bên này là một chú hươu, đằng sau thì là phần gỗ giả đanh của gỗ bách xanh mộc châu với những cái đường vân của gỗ bách xanh mộc châu rất là đặc trưng các bác nha. Gỗ bách xanh mộc châu thì có một cái biểu hiện đó chính là gỗ càng già sẽ xuất hiện cái đường vân đen này và sẽ rất là thơm các bác nhé. Bên phía bên này thì sẽ có thêm cả một tiểu đồng các bác này, một tiểu đồng nam đang cầm theo một cái bông hoa rất là tuyệt vời. Đó, tiểu đồng nam tượng trưng cho phúc cho các bác nhé. Rồi ạ, và một tác phẩm được làm tứ diện rất là đẹp và sắc nét. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm tượng ông Thọ đứng dưới gốc cây tùng chất liệu gỗ bách xanh mộc châu, các bác hãy liên lạc với Sườn Tơ Gỗ qua hai số điện thoại Zalo và hotline 0355678885 hoặc số 0868681837 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Sườn Tơ Gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.